Các bạn nha, thì sau khi trời vừa mới mưa, hết mưa xong rồi cả nhà, thì em thấy là có một sư thầy đến viếng mộ cậu Năm rồi cả nhà. Em sẽ vào trong, quay cho cô chú anh chị xem nha. Đó, đi xe của Hoa Viên này cả nhà. Đó. Sư thầy đến viếng mộ cậu Năm này cô chú anh chị. Đây. Đây cô chú anh chị ha. Sư thầy đến viếng mộ cậu Năm này cả nhà. Em quay cho cả nhà xem. Cô chú anh chị, sư thầy đến viếng mộ cậu Năm này cả nhà. Tái sanh về quả trần gian này hát tiếp. A Di Đà Phật, cảm ơn anh em nhiều. Cũng chúc thầy thân tâm làm tu hành tinh tấn nha thầy. Chào con nghe. Sư thầy đến viếng mộ cậu Năm này cả nhà. Thích Tâm Huệ. Thầy ở chùa Hóc Môn nha cả nhà. Thích Tâm Huệ ở chùa Hóc Môn nha cô chú anh chị. Thầy đến viếng mộ gia tộc ở thầy Hoa Viên Bình Dương này cả nhà. Cô chú anh chị. Chúc thầy nhiều sức khỏe thầy ơi. Chúc thầy nhiều sức khỏe. Thầy giờ thì ra về. Mộ gia tộc của chú. Thầy chuẩn bị ra về cả nhà. Sau khi mà đi thăm mấy ngôi mộ gia tộc ở trong Hoa Viên Bình Dương nha cô chú anh chị, thì thầy đến viếng mộ cậu Năm. Rất là trân quý tình cảm của thầy dành cho cậu Năm Vũ Linh luôn cả nhà. Cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị. Sư thầy lên xe về cả nhà. Đây cả nhà. Đó. Xe về cả nhà. Đó. Thì sau khi mà vừa trời vừa hết mưa thì thầy sư thầy cũng như là khán giả cả nhà. Khán giả đến viếng mộ cậu Năm. Cô chú anh chị thấy không? Đi vào bên trong viếng mộ cậu Năm này cả nhà. Đó. Chú Tiểu đây cả nhà. Hiện chú Tiểu đang đứng rất là trầm ngâm nha cả nhà. Đó. Cả nhà. Trời vừa mới hết mưa đó cô chú anh chị, hồi nãy mưa rất là lớn nha cả nhà. Đó, cô chú nhìn, cô chú anh chị có thể nhìn nè. Mưa lớn ướt hết trơn luôn cô chú anh chị. Đó. Đó cả nhà. Thì hết mưa thì trời lại nắng rồi cô chú anh chị. Đó, sau cơn mưa thì trời vẫn chưa sáng nha cả nhà, vẫn trời hơn mây đen. À cả nhà. Đó cô chú anh chị. Thì mưa ướt tầm tã luôn cả nhà. Đó, hồi nãy mưa lớn lắm, ướt hết trơn rồi cả nhà, nhưng mà được cái là mấy cây xanh ở đây là được tươi tốt nha. Đó, mưa một cái là ở mấy cây xanh là được tươi nha cả nhà. Đó. Rồi chú anh chị thấy không? Bắt đầu hoa cây cây thì ra hoa rồi cả nhà. Đó. Rồi chú anh chị thì thấy là có một chị khán giả còn đến viếng mộ cậu nè. Đó, rồi chú anh chị thấy không? Đó, vừa mới mưa hồi nãy thôi mà giờ là nước nó ngập rồi cả nhà. Đó. Nước ngập thế này cô chú anh chị thấy không? Mưa một cái là ở đây là nó ngập nước. Chỉ còn mưa lớn một xíu nữa thôi, thời gian dài thôi là nước ngập hết luôn cô chú anh chị. Thì thấy là chị gái mang tới cúng chuối nè cả nhà, nhãn. Chị gái đến thắp nhang viếng mộ cậu Năm này cô chú anh chị. Đó.
đó, cô chú anh chị. Mưa xong nhưng mà trời vẫn còn nắng nha cả nhà. Đó, sau cơn mưa trời vẫn nắng. Đó, cô chú anh chị. À, chị gái và cô đến viếng mộ cậu Năm. À, thắp nhang cả nhà. Đó, thì em thấy là có trái cây này rất là nhiều nha cả nhà. Đó, cô thì giờ thắp nhang cho cậu Năm nè cả nhà. Đó. Thì để không gian riêng cho cô thắp nhang. Em sẽ quay xíu xung quanh cho cả nhà. Bây giờ mình xem nha. Đó. Cả nhà, cô chú anh chị. Đó. Hiện tại thì cái loa nó phát âm thanh rất là to nha cả nhà. Cho nên là khi em nói mà cô chú anh chị nghe không rõ thì có thể thông cảm nha cả nhà. Thông cảm cho em. À, cô thì sau khi thắp nhang cho cậu Năm xong thì cũng lại vần bia mộ để xem nè cả nhà. Đó. Thì mưa mới mưa xong thì mộ của cậu bị ướt hết nha cả nhà, cho nên là anh em có lau dọn hết nha cả nhà, là lau bia mộ. Tại vì nước rất là nhiều nha cả nhà, nước đọng nè cả nhà. Đó, cô chú anh chị thấy không, nước đọng ở đây rất là nhiều nè. Đó, nước đọng nè, mưa lớn thời gian thôi là nước nó đọng hết cô chú anh chị. Đó. Đó, cô chú anh chị thấy không, tất cả là đều bị ướt hết. Đó. Wow, nước nè, nước rất là nhiều nha, nước đọng này coi, cái mâm là nước không luôn cả nhà. Đó. Đó. Đó, cô chú anh chị. À, chú Tiểu thì thỉnh trái cây xuống rồi cả nhà. Đó. Múc múc là cầm múc đúng không? À, cái tên là xoài múc, là trái xoài cầm múc. Tên đơn giản á cô chú anh chị. Xoài không có cắt được đúng không? Đây cả nhà, khung cảnh cô thì sau khi thắp nhang viếng mộ cậu Năm xong thì cũng đi viếng các mộ các nghệ sĩ lân cận này cả nhà. Đó, ở đây thì rất là nhiều mộ nghệ sĩ nha cô chú anh chị. Đây, anh trai này cũng sau khi thắp nhang viếng mộ cậu Năm xong thì cũng đứng trầm ngâm bên bia mộ của cậu Năm này cả nhà. Đó, khán giả hâm mộ thì luôn luôn yêu mến cậu thì luôn luôn đứng suy tư, phải gọi là đứng suy tư ở bên phần mộ của cậu một thời gian 5-10 phút gì đó cả nhà. Em thường thường em thấy vậy đó, khi đến viếng mộ cậu Năm là thường thường là đa số khán giả hâm mộ đều đứng trầm ngâm bên mộ của cậu Năm đó. Đó cô chú anh chị. Thì chị gái với lại cô sau khi thắp nhang xong thì cũng chuẩn bị lên xe ra về nè cả nhà. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó, thì ở ngoài phía bên ngoài, từ bên trong nhìn ra phía bên ngoài là có hai con kỳ lân nè cả nhà ha. Là canh cửa cho cậu Năm. À, đó cô chú anh chị. Thì đây, mưa xuống một cái thì ướt hết tất cả nhưng mà vẫn nóng nha cả nhà. Không khí nó rất là nóng nha. Chứ chưa có mát đâu cô chú anh chị. Mặc dù là nước ngập nè, ướt hết tất cả luôn, nhưng mà đá nó khô cả nhà thấy không, nóng rồi. Bắt đầu nắng nóng lên thì bắt đầu là cái đường hành lang này cả nhà. Đó, khô ráo hết rồi cô chú anh chị thấy không. Đó, thì chút xíu nữa thôi em nghĩ là sẽ khô hết luôn cả nhà. Đó, đây là khung cảnh buổi chiều tại mộ của cậu Năm sau một cơn mưa lớn này cả nhà. Đó, em quay cho cô chú anh chị xem. Thì đó cô chú anh chị. Đó, chị theo. Rồi thì đến đây Pháp Vụ Vlog cũng xin dừng clip. Mong là cô chú anh chị xem thấy hay thì để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo nha.